Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Gen Z. Tối hôm qua ngày 19 tháng 11 thì các bạn có theo dõi trận đấu nảy lửa giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan hay không? Trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể thấy là các chàng trai đã liên tục thể hiện rất là xuất sắc. Và khi mà chàng thủ môn Đặng Văn Lâm cản phá thành công cú phạt đền đến từ đội tuyển Thái Lan và kịp cứu nguy cho đội nhà một cách cực kỳ ngoạn mục thì lập tức cái tên Đặng Văn Lâm đã trở nên sáng chói nhất trong đêm hôm qua. Ngoài anh chàng thủ môn Đặng Văn Lâm thì còn có một cái tên khác được nhắc đến rất rất nhiều lần, đó chính là trọng tài người Oman Ahmed Al-Kab. Có điều thứ người trọng tài nhận về không phải là những lời khen ngợi mà là ra tài gạch đá một cơn bão phẫn nộ đến từ cầu cổ động viên Việt Nam. Sau cú phạt đền không rõ ràng ở phút thứ 27 thì Ahmed Al-Kab đã tiếp tục gây khó hiểu khi không công nhận bàn thắng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Ngay tức thì cộng đồng mạng đã bắt tay truy tìm tài khoản mạng xã hội của người trọng tài này và tấn công mạnh mẽ với những bình luận đầy cà khịa cùng hàng chục nghìn nút phẫn nộ. Trong đó có nhiều bình luận bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt như là cho em xin lại cái nón lá nha anh, tại vì trước đây Ahmed Al-Kab đã từng đội chiếc nón truyền thống của chúng ta một lần, hay là những bình luận như ông nên kiểm điều lại bản thân sau trận đấu này đi, và kèm theo đó là hàng loạt những ảnh chế cực gắt được gửi tới Ahmed Al-Kab. Thật đáng tiếc khi cả hai lần làm rung lưới đội bạn đều không được ghi nhận, nhưng mà đội tuyển Việt Nam vẫn xuất sắc giữ vững được ngôi đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Với khí thế này thì mình tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ còn tiến rất xa trong tương lai. Chúng ta hãy cùng tiếp tục ủng hộ và cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park nha. Dù ai nó ngả nó nghiêng thì Việt Nam vẫn nhất, đúng không cả nhà? Đó là những điều mình muốn chia sẻ tới các bạn ngày hôm nay. Và hãy đón xem những clip tiếp theo của Gen Z trong những ngày sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại. Bye bye!